Kính chào quý vị đang xem bản tin năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút trên kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin về năng lượng trong nước và quốc tế đáng chú ý. Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, đến năm 2030 sẽ có 5% tổng số hộ gia đình ở nông thôn sử dụng thiết bị đun nấu, sử dụng khí sinh học từ chăn nuôi. Đến năm 2030 sẽ có 30 MW điện khí sinh học được lắp đặt thay thế cho các nhà máy nhiệt, sau đó tăng lên 150 MW vào năm 2050. Cho đến nay, theo khảo sát của Tổ chức Phát triển Hà Lan, ngành chăn nuôi Việt Nam đã có 41,8% số cơ sở chăn nuôi đầu tư xử lý chất thải chăn nuôi bằng phương pháp kỵ khí, có hoặc không thu hồi khí sinh học biogas. Tiềm năng khí sinh học ở Việt Nam có thể đạt khoảng 1.400 MW vào năm 2035. Các nguồn nguyên liệu có công suất khí sinh học cao nhất là trang trại chăn nuôi lợn, ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn và rác thải hữu cơ. Điện lực thành phố Trà Vinh, tỉnh An Giang vừa tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho gần 400 em học sinh. Việc này nằm trong kế hoạch tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trong các trường học tại tỉnh An Giang. Điện lực thành phố Trà Vinh đã hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng các thiết bị điện trong nhà như bóng đèn, máy quạt, máy lạnh, máy bơm nước, nồi cơm điện, máy giặt sao cho an toàn, hiệu quả và tiết kiệm điện cho gia đình. Buổi sinh hoạt có đan xen phần hỏi đáp, đố vui, có thưởng được các em học sinh tích cực tham gia hưởng ứng. Hình thức này cũng đồng thời giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ hơn, hình thành ý thức tiết kiệm điện cho học sinh. Đức đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt do Nga giảm lượng xuất khẩu. Trong khi đó, nước Anh có lợi thế về địa lý cho việc nhập khẩu khí hóa lỏng, đồng thời ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga hơn so với Đức. Trở ngại hiện nay cho sự hợp tác của Anh, Đức là vấn đề pháp lý do Anh đã rời EU. Tuy nhiên, cả hai nước vẫn duy trì các đường ống dẫn khí đốt. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho hay, London hoan nghênh việc hợp tác với các quốc gia nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng gia tăng. Thưa quý vị, trong khi xe điện đang là xu thế được nhiều quốc gia theo đuổi, thì lithium, vật liệu then chốt để sản xuất pin xe điện cũng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng sạch, nước Mỹ cũng rất tích cực chạy đua nhằm sản xuất mặt hàng kim loại được mệnh danh là vàng trắng này. Bể nước muối lithium ở Silver Peak, Nevada. Nhu cầu về loại khoáng sản này đã bùng nổ trong những năm gần đây vì đây là thành phần quan trọng được sử dụng cho xe điện, bộ lưu trữ năng lượng mặt trời và các thiết bị điện tử tiêu dùng. Chúng khá nhẹ và luôn là tâm điểm của sự săn đón, nhất là khi pin lithium-ion bắt đầu thống trị các thiết bị điện tử tiêu dùng vào những năm 1990. Trên toàn thế giới, nhu cầu đối với lithium là khoảng 350.000 tấn. Vào năm 2020, nhưng ngành công nghiệp ước tính, nhu cầu cho nguyên liệu này sẽ lớn gấp tấn lithium. Tuy nhiên, dự án này đã vấp phải phản đối gay gắt của người dân địa phương. Đa số chủ trang trại tại đây đều cho rằng mạnh mẽ như xe điện. Bản tin năng lượng hiệu quả xin được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại trên kênh VTC14.